ty hỗ trợ cho chi nhánh Hoàn Kiếm và tổ chức cái chương trình này. Thực sự đứng ở ngoài thôi, mình quan sát thì mình thấy là tất cả các game mà chúng ta được chơi ấy, thì đều được chuẩn bị rất là chu đáo. Nó hàm chứa trong đấy rất là nhiều những cái bài học mà tôi thể nói thực sự rằng là những cái bài học đấy ấy, nó không chỉ là giúp cho anh chị trong công việc đâu, mà trong cuộc sống ấy, thì những cái bài học đấy cũng là những bài học rất là giá trị cho mình để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta có thể thành công hoặc hạnh phúc hơn. Đấy, và vì những cái bài học bổ ích như thế của những cái game mà anh chơi đã tổ chức thì chúng ta lại dành cho anh Tươi một tràng pháo tay nữa.